Rồi. Rồi, 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 rồi. Sáng rồi. Sáng rồi. Sáng rồi. Nhục quá, nhục quá, ơi nhục quá. Ơi nhục quá. Shop Dương Phúc Chiến.com, shop bán nick Liên Quân, Liên Minh, Free Fire, Đột Kích, Ngọc Rồng và tất cả các loại game khác uy tín, giá rẻ chất lượng, hãy đến ngay với shop Dương Phúc Chiến.com ủng hộ mình nhé. Chào các bạn, nay mình là Dương Phúc Chiến đây. Các bạn, mình là chuột cống. Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại video của mình các bạn ạ. Hôm nay mình rất là bức xúc các bạn ạ. Mấy hôm nay mình thật là mấy hôm nay mưa các bạn ạ. Chán đời quá, Thảo đi học về nào cũng chưa anh cứ phát là vào ngủ không rửa bát, không làm gì cả. Mình thật sự là bức xúc và mình như rượu về thì nó đổ cái nước vào đầu mình. Các bạn thấy video trước không? Nước đầu là lạnh buốt giá, mùa đông lạnh mà các bạn cầm phần sờ nước là ngay chán rồi mà các bạn nó có thể say rượu nó đổ cả nước vào đầu mình. Thật sự mình rất là bức xúc các bạn ạ. Thì hôm nay ấy, mình không chịu được cái cảnh ngộ nữa các bạn ạ. Thì mình quyết định là nó đang ngủ đâu kia. Mình đang cũng có ý định là mình sẽ khênh mẹ ra ngoài đường. Nó ngủ ở đây các bạn ạ. Đấy, đường xe cộ đi lại rất là nhiều. Đấy, mình sẽ khoanh như này đường các bạn nhá. Đấy, thì có dai nhá các bạn ạ. Thì cho nó mắt mặt thôi các bạn nhá. Đấy, hiện tại nó ngủ ở kia, mình sẽ quay chuẩn sẽ có khênh ra ngoài luôn. Rồi, đây, vào khoanh anh này. Cay nó lắm rồi đấy. Đấy, quả này nó ngủ này, khanh ngoài em ơi, khanh ra chiếu này, khanh ra chiếu, khanh người chết đấy, bạn ạ, vẫn đang ngủ như một con chọn con lợn, các bạn ạ. Mình không hiểu là tại sao mà nó ngủ kinh thế, ấy ấy, con nít này là ngủ rồi nó còn con nít nữa, nó lại cầm cái son nó này. Anh nhìn này, anh quay không? Rồi, một này. Ui, ui, nó sợ chứ. Đấy, nó ngủ nhá. Lắp chăn rồi, lắp chăn rồi, lắp chăn rồi. Sao? Hả? Dùng cây son vẽ mặt đi. Son vẽ mặt đi, em đây. Vẽ mặt nó đi. Đây là thiên đường đấy, em ạ. Đây là thiên đường đấy. Son này à, son chất phết này. Ê, không biết mở gì đây. À đây rồi. Wow, son xịn đấy, đẳng cấp đấy. Son đi đấy các bạn. Chắc chưa? Thế anh em mình đi vào trong. Mày. Coi con gì nhỉ? Con Quibic. Vâng, đẳng cấp chưa anh em? Ấy da. Giống con Quibic nhỉ. Em ơi. Gọi nó dậy anh. Đưa im đi. Cho nó ngủ đi. Đấy. Thấy nó đẹp trai không? Hả? Thấy nó giống con quỷ không? Dãy cơ, à đúng rồi, dãy cơ. Cuộc sống của nó là chỉ có ăn với ngủ thôi các bạn ạ. Đấy, đi học về nó lại ăn xong lại ngủ. Đấy, đấy lại ngủ tiếp đây. Đấy. Chán không? Chán cuộc đời. Không biết nào mà tả được cuộc sống của nó chán này. Đấy. Rồi rồi, ngủ như lợn luôn các bạn ạ. Đấy, cho bạn thấy con đến cho xem. Cho bạn thấy con đến xem luôn. Đấy, dai còn có dai nhỉ? Đây. Rồi. Bao nhiêu người nhỉ?
Đấy, bao nhiêu người các bạn cho các bạn xem bao nhiêu người cả. Đấy, vẫn đang ngủ luôn. Đấy. Quả này dậy nó đốt kiến đấy. Dậy! Dậy, 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 dậy. Sáng rồi. Sáng rồi. Sáng rồi. Nhiều quá. Quay cái kéo gì? Sao mày lại... Trẻ con nó xem cười mà. Chơi vừa phải thôi. Chơi không chơi không đâu. Thì sao? Thế mày chơi ra là được à? Mày còn rụi nước tao vào đâu? Sao đâu? Thằng này em mất nhở. Con lũ trẻ con này, đi ra được không? Nguyên như mày mà tao mất người yêu rồi này. Hỏng em ơi, không biết rồi. Thảo ơi, anh bảo em này. Em mà được anh thì anh lại phải nhất ở với ai đấy. Anh nói cho mày biết nhá. Chơi đừng chơi quá, không chơi thì đừng có làm như thế. Thì chơi được mà. Mẹ mày biết mày, tao con gái, mai tao ra được đấy không? Em mày ngủ nhiều không tí? Tao ngủ có mấy 7 tiếng một ngày. 7 tiếng một ngày. Anh em. Bây giờ là một tuần chiều rồi, tao vẫn ngủ. Bố mày ngủ chưa? Ngủ chưa thì vẫn ngủ lắm ấy. À, anh định tao ngủ thôi. Lêu lêu lêu. Cái loại ngủ nhiều lêu lêu. Sao mày mà chơi thế anh? Thì này tao á, không bao giờ anh nhầm với mày đấy nha. Chơi 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 chơi. Anh cái loại ấy đầu như là nhất cứt đấy. Anh bảo cái đầu tần bắt đầu ấy. Anh bảo biết cái gì đâu, biết chuyện gì đâu. Không biết chuyện gì hả? Mẹ ngầu ngu. Cút. Thì con nay nó bảo là em giống rách cơ. Rách rách cái đầu của nó ấy. Chắc mặt em đi. Thật vừa rồi bôi son mặt này. Mày chuẩn bị thành rách rồi. Mày chuẩn bị thành rách chi lách rồi. Sao em vô tình như thế? Em ơi. Như thế này. Xong rồi. Bật ra nhỏ. Hồng trần trên đôi cánh tay. Hồng trần trên đôi cánh tay. Hòa bình ứng trong phút giây. Mẹ mày quên. Từ ngày tới còn ngủ mơ nữa ra. Tính ra lại ở ngoài đường. Sao lại ngủ ngoài đường như thế em ơi? Nhiều như thế em ấy nói cho anh nghe. anh đến anh rách em ạ. Nghe bảo em đúng rách cơ. Và anh sẽ là rách. Này có mà rách rách xí lách đây. Anh đến thấy anh xem. Tính Ê thôi. Thôi hỏi chị Tốp. Chị Tốp mày biết mày làm thế mà mày bao nhiêu người nhìn vào nó ngại nào không? Mà... biết quanh đây là hàng xóm hay là người già không? Thì già thì sao? Mày biết nay 15 không? Mày cho tao nằm chiếu ở ngoài đường. Thì có sao đâu? Không sao em đâu. Em có thể. Không sao đâu mày. Em có thể phát biểu vài lời về cái suy nghĩ của em trước khi được ngủ ngoài đường ạ. Em nói đi ạ. À, em cứ trả lời thẳng thắn vì câu hỏi này rất là nhiều người xem và anh là người. Anh đừng vâng cái đầu mày ấy đầu quá hại gì mày á. Tôi đang từ nay á mày á nhớ lại cái mặt tao lắm lần thôi thì hơi bị cắt đấy đừng có nó đấy chứ sao lại không bây giờ hiện tại là tôi đang từ nay mày không bao giờ mày sống được với tao đâu. Ok ạ, bạn tôi đang phát sóng video này. Video này bạn có phát sóng rất là nhiều người xem ở trên kênh 900k đã sắp đang xem ạ. Vâng ạ, bạn nói gì? Tôi bị con tình yêu. Ok, tình yêu. Fuck you. Các bạn ơi, mình trả thứ là cái câu của các bạn nhá. Thôi mình đi ngủ đây. Cho nó dậy. Fuck you. Giờ này nó tỉnh ngủ rồi. Thế rồi thì em ngủ thôi. Anh em ta cho ngủ rồi bác. Đi ngủ rồi.